Hello, chào tất cả bà con nha. Thì hôm nay Pháp Anh lại tiếp tục buổi chiều và cố gắng quay thêm một chiếc nữa là mình sẽ nghỉ. Bây giờ cũng là 6 giờ rồi, con nhìn thấy không? Tại vì từ nãy giờ quay cũng khá là nhiều xe rồi. Hôm nay bán cũng được nhiều, rất là mừng và sướng nữa. Chiếc xe ngày hôm nay Pháp Anh quay nó là một dòng xe Dragoon nha. Xe này được bên anh em gửi bán. Xe này 47A02851. Xe này kiểm tra rồi, máy móc rất là ok. Xe còn chạy ngon nha. Xe này anh em là mua về chạy đám cưới dịch vụ cũng được ha. Xe này thì anh em đang kêu bán là giá là rất là hợp lý, là 125 triệu nha, mà có bớt nữa, bớt rất là nhiều. Và anh em nào muốn mua thì hãy liên hệ trực tiếp cho bên Pháp Anh theo số điện thoại 077 5522, hoặc là số điện thoại 077 5599, để được anh em nhân viên tư vấn cho bà con. Và bà con có thể là muốn đổi xe, hoặc là anh em muốn mua xe này về bán, thì anh em hãy liên hệ trực tiếp. Có thể là bên Pháp Anh sẽ fix cho anh em một cái giá rất là hợp lý để anh em mua về bán kiếm lời nha. Thì bây giờ Pháp Anh cùng bà con xem một dòng cái xe này, coi nó có những cái tính năng gì để anh em có thể là mua về. À bà con ơi, xe này nó là một con xe bản đủ. Bản đủ nha, bản đủ nó có điều hòa tự động luôn, rất là tuyệt vời. Và xe này nó có những cái vè này, rất là đẹp luôn nè, đúng không? Rất là đẹp luôn. Tại nỉ còn nguyên à. Đây bản đủ là nó có điều hòa tự động nè. Những cái con khác không có này nha bà con. Mà cái con bản đủ này nếu em đi mua mà anh em không biết mua, người ta bán tới cả 160, 170 là rất là cao. Anh em có thể là thông tin tra lên trên Google anh em cũng biết được ha. Còn bên mình là bán đúng giá luôn. Tại khi người ta đưa ra một chiếc xe bên mình bán, mình phải canh giá rất là chuẩn. Trần là bằng nỉ còn zin nguyên ha. Mẹ quan âm này. Bằng ngà voi, rất là đẹp. Rất là tuyệt vời luôn. Ở Sài Gòn này bây giờ 6 giờ này vẫn là sáng trưng. Gặp ở quê mình giờ này là tối thui rồi. Chuẩn bị là đi ăn cơm rồi lên giường ngủ rồi. Ở thành phố này thì tới 12 giờ vẫn tấp nập. Trời nè. Anh em nào muốn mua cái xe này mà mua về để kinh doanh kiếm tiền, hay là mua về chạy dịch vụ kiếm lợi nhuận, thì hãy liên hệ ngay bên Pháp Anh nha. Xe này thì sạch sẽ rồi nha, anh em mua về chỉ việc đi thôi. Đăng kiểm thì hiện xe này đang hết, nhưng mà anh em mua Pháp Anh bao đăng kiểm mới cho anh em. Và anh em nào muốn mua về đi luôn thì anh em Pháp Anh bớt cho cái tiền đăng kiểm đó. Xe này mình thùng rất là thẳng, anh em nhìn thấy không? Đó, mình thùng rất là thẳng luôn. Mâm là vỏ nè. Cái vỏ nó còn khoảng 70% nha, mâm đúc nha. Mâm đúc dòng này là 4 thắng đĩa ha. Bản đủ nó có 4 thắng đĩa nha bà con. Bà con chú ý nha. Cái dòng này nó có hai phiên bản, một bản đủ và một bản thiếu. Nếu anh em đi mua con bản thiếu thì hiện giờ giá xe này nó chỉ có 100 triệu thôi. Nhưng mà con này tới 125 triệu nha. Nó là con bản đủ nha bà con. Đây nè, thắng đĩa nè, bà nhìn thấy không? Thắng đĩa mà. Đồ phía trước là thắng đĩa nè. Mình cũng cố tình quay luôn cho anh em xem để anh em biết được cái chi tiết của xe ha. Đây, thắng đĩa nè. Đó. Về phần đèn nè, còn đẹp không? Anh em ơi, đang quay phim tí nữa. Chở mấy đứa nhỏ đi. Rất là đẹp luôn. Cái này mua về kinh doanh kiếm lời tốt luôn. Anh em mua về chạy ví dụ như đôi ba tháng bán kiếm lời vẫn được ha. Xe rất là sạch và đẹp luôn, nhìn thấy không? Có tì tay đầy đủ. Nói chung là cái con bản đủ là nó có nhiều thứ lắm. Anh em đi mua thì anh em sẽ để ý được
con mạng đủ bản thiếu như thế nào. Đó, nó có mấy cái tính năng nó nhìn rất là lạ ha. Đèn chữ B. Anh hỏi anh em nhân viên bên trong giùm em cái. Đó, đèn chữ B nó đẹp ha. Đèn đuôi nè. Mình thùng rất là thẳng và đẹp nữa. Gầm thế này thì cũng khá là ok, cái dưới này không có cái hồi hề ứng gì hết, cái dưới không hề ứng gì hết. Rồi đẹp, bây giờ mình em đi ra một cái cốp cabo chút xíu ha, cho anh em xem cái cabo. Đây, cái cabo. Ồ, máy anh em nhìn thấy không, rất là sáng và đẹp luôn. Nguyên cái hầm máy này thì nhìn nó rất là hầm hổ và nó rất là tuyệt vời luôn. Xe này được bên anh em mê công rửa tẩy sạch sẽ hết rồi. Cabo sạch, nói chung là cabo còn đẹp, sạch sẽ. Về khỏi phải dọn, nói chung là xe này anh mua về là chỉ có đi thôi. Trong thời gian đi bán kiếm lời là vô tư luôn. Cái động cơ của cái xe này nó là vi tích. Động cơ nó khác với những cái động cơ bình thường nha. Anh em nhìn thấy không? Nó khác không? Xe này 4 bếp full luôn. Xe này 4 bếp full đi bình thường thôi. Đó, 100 cây dòng này tiêu thụ nó cũng chỉ có 6-7 lít thôi. Rất là ít hao. Đó, và cái xe này thì anh em nào mua Phát Anh để cho anh em cái giá rất là hợp lý nha, 125 triệu. Và anh em nào muốn mua về bán kiếm lời thì anh em hãy liên hệ trực tiếp bên ô tô Phát Anh theo những cái số điện thoại 077-5522. Anh em sẽ bớt cho cái giá tốt tí xíu để anh em có thể là mua về trong thời gian chạy dịch vụ, anh em có thể là sẽ bán nha. Hoặc là đăng lên những cái trang mạng cá nhân gì đó bán, có thể là mình sẽ kiếm được lợi nhuận nhiều hay ít thì không biết, nhưng mà sẽ có hay bà con ha. Thì như bên này đang còn một chiếc mẹt này. Chiếc mẹt này thì chiếc mẹt này là đời 2003 nè. Xe này nói chung rất là ok, và anh em muốn mua thì hãy liên hệ bên mình luôn nha. Và xe này anh em nhìn thấy không, xe này là có giá 145 triệu, đời 2003, con này con bản đủ. Con này thì nó rất là nhiều chức năng luôn, con này anh em mà mua về chạy đi chơi thì tuyệt vời luôn nha. Rất là đẹp. Xe thì bây giờ cũng là 6 giờ mấy rồi, cho nên là mình không có chìa khóa mình cho anh em coi được bên trong, nhưng mà anh em có thể là coi những cái video trước đây của Pháp Anh là sẽ nhìn thấy được. Xe này là con xe số tự động. Không qua coi. Đi. Chờ đi bây giờ mà. Đi bây giờ á. Không, cái đó đi lên lề. Lên. Không, đi bây giờ mà. Không, hai chiếc đây á, đi về hết giờ mà. Ừ. Anh em nhìn thấy xe không? Có đâu, ai đậu đó, đậu phải có chỗ chứ. Xe này thì anh em thấy không, được cái là cái số tự động và cái màn hình Android, màn hình xịn luôn. Nó mà có giá 145 triệu, nhưng mà vẫn còn bớt cho anh em mua về bán kiếm lời được nha. Xe này, con xe này anh em mua về kiếm lời được. Túi khí quanh xe luôn. Cốp sau, cửa sau rất là đẹp luôn. Mấy xe này mà anh em nào mà mua không được là tiếc lắm. Nhưng mà xe này Phát Anh nói trước luôn là xe này hao xăng nha. Xe này 100 cây nó phải từ 10 lít tới 11 lít đó, chứ không ít đâu. Xe này 3 màn hình luôn. Và xe này động cơ của nó rất là nhỏ, chỉ có 1.8 thôi anh nha anh em. 1.8 thôi.
anh em không tin thì có thể là sẽ lên trên Google tra cái dòng xe này, biết xe này nó có 3 phiên bản đó. Mình không nhớ nhưng mà mình chỉ biết là nó có 3 phiên bản, một chiếc thì giá rất là rẻ, còn một chiếc thì giá rất là cao. Rất là tuyệt vời luôn. Thôi, với cái xe này thì mình cũng có đăng trên kênh YouTube cũng bên Auto Fan Auto Car nữa, có một cái video rất là chi tiết và anh em có thể sẽ qua bên đó xem trực tiếp xe này một chút xíu ha. Thôi mình cũng kết thúc video và cảm ơn anh em mà coi theo clip mình. Và bên mình còn rất là nhiều những cái con Ben Đúp như thế này nè, và còn những cái con xe khác nè. Và anh em muốn mua những cái con xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp bên Auto Fan để có những con xe tuyệt vời nhất để bà con mua về đi gia đình nha. Thôi, bye bye.